Trần Đức Bo thông báo kết quả nghĩa vụ quân sự, netizen có phản ứng trái chiều. Mới đây nhất, Trần Đức Bo đã khiến dân tình xôn xao khi thông báo về việc được đi khám nghĩa vụ quân sự. Ở một diễn biến mới đây, Trần Đức Bo đã thông báo về kết quả sau khi anh được về quê khám nghĩa vụ quân sự. Hot TikToker Trần Đức Bo viết trên trang cá nhân: Em rớt rồi mọi người ơi, rất nghĩa vụ. Thông qua bài viết, có thể thấy Trần Đức Bo đã không trúng tuyển vào nghĩa vụ quân sự. Bên dưới bài viết, nhiều netizen đã để lại lời chúc mừng, xong cũng không ít người bày tỏ về sự tiếc nuối Trần Đức Bo không trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm sau sẽ khám lại, hy vọng Trần Đức Bo sẽ đậu. Chúc mừng Trần Đức Bo. Thôi, làm những việc khác có ích cho đất nước cũng được. Cách đây chưa lâu, Trần Đức Bo đã từng khiến dân tình ngã ngửa khi công khai bạn gái. Tuy nhiên, chuyện tình của Trần Đức Bo và đối phương kéo dài chưa lâu thì hot tiktoker đã quay xe và cho biết cả hai chỉ dừng lại ở chị em tốt chứ không thể tiến xa hơn được. Trần Đức Bo chia sẻ, Bây giờ em thấy bản thân mình còn quá trẻ, hoài bão của em, ước mơ của em vẫn còn đang nằm đây chưa thực hiện được. Và quan trọng, em sợ chuyện này sẽ lặp lại như lần trước Khi em đang quen một bạn nữ thì phải làm một bạn nam Như vậy, chuyện sẽ còn tồi tệ hơn Em cũng không muốn những người vốn đã từng yêu mến gọi mình là chồng trên mạng xã hội Phải thất vọng, nên em đã chọn độc thân Làm bạn để chúng ta có thể an ủi nhau mỗi lúc cô đơn nhé Trần Thức Bo chia sẻ và thông báo khi chia lên bạn gái Hãy đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày Và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị